Nhà bà có mấy cô á? Đây các bạn xem đàn trâu của chú Thề này. Rất thèm muối. Con trâu phải ăn muối. Ăn muối. Trâu ơi, ta bảo trâu này. Trâu ăn no muối, trâu cày với ta. Bắt con gì đấy? Con gì cũng bắt. Con gì cũng bắt á? Đâu? Làm vệ sinh cho nó ấy chứ. Bắt con trái con dại. Nhiều mà. Có thế à? Có thấy đâu? Nhìn thấy không? Ừ. Con đùng này. Ừ. Châu ơi, Châu nhìn lên này Châu. Đẹp trai em đấy. Ý, Châu đẹp trai thế nhỉ. Hơi bị đẹp trai đấy. Thầy thấy em có xấu được mà Châu em xấu. Châu đẹp giống chủ nhỉ. Nó cũng cảm nhận được sự quan tâm của con người đúng không? Có phải thế không? Có mà. Thế ngày nào em cũng đi chăn à? Đúng rồi. Ngày nào cũng đi. Đi buộc xong về đấy chứ? Không, có hôm thì buộc. Xong là chiều lại đi đón về đấy chứ? Hôm thì buộc, hôm thì không. Thế lúc... À, nó chạy thì lại đuổi. Lúc về thì cưỡi trâu về à? Đâu, em làm gì dám. Nó chạy may mất lắm à. Không dám cưới á? Em chưa có bằng cưỡi trâu. Bằng cưỡi trâu thì đi thi ở xã rồi chứ. Thì có ai tổ chức cho em đi thi đâu. Nhưng mà có mỗi bằng A1 thôi đúng không? Bằng A2 thì mới cưỡi trâu ở vùng này được. Em chưa có bằng cưỡi trâu. Con này mấy tuổi rồi? Em không biết, chắc hơn tuổi thôi. Hơn 1 tuổi thôi á? Vẫn còn bú sữa mẹ á? Có mà. Vẫn bú sữa? Ừ, con này là con bú sữa. Xem cái mồm thế nào. Cái mồm thế này vẫn bú sữa à? Mồm còn hôi sữa. Mồm hôi sữa. Trâu miệng còn hôi sữa này. Thầy ngửi thấy á? Sao hàm trên xem có? Hàm gì cơ, hàm trên bao giờ đâu. Sao lại không có hàm trên nhỉ? À, hàm dưới. Có, con nào cũng có. Nhà bên cạnh kia nhà Thống Lì à? Không, nhà Xính Lồng. Xính Lồng. Cho đi chăn thôi. Con trâu là đầu cơ nghiệp đây. Rồi, đi ăn cỏ thôi. Hết muối rồi. Đi ăn cỏ đi, hết muối rồi. Nha. Tạm biệt nha. Tạm biệt các bạn trâu nha. Xin chào. Con dê, một con dê. Hai con dê và nhiều con dê. Con này đau bụng á? Sao biết? Chào các bạn dê nha.
bạn dê không đi ăn cỏ à? Trong bản là sống vì người nông thôi, chỗ nào cũng thấy gà vịt dê chó trâu mò các kiểu. Thấy người ta dám cướp thì sướng à? Thế mình dám phải cướp mình có sướng không? Quay phim thì dám cướp thì đã sao? À, con gà nó ho, tưởng người ho. Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngã xê ta. Khung cảnh rất quen thuộc, rất lãng mạn, rất bình yên. Ăn no đi đâu không biết. Áo lấy thì thế này. Cái đâu nhỉ? Đây. À, giống mình nhỉ? Chìa khóa hay để những cái chỗ này. lấy thò ra thì ta là chống kẻ gian, không chống người ngay. Chống người gian chứ không chống người ngay. Mày chết cầm vào thế đấy, mình nghi. Giật mạnh ra, nó mắc ở trên này này. Tôi nhựa đế. Chết, tôi nhựa đế à? Nhựa đế. Dùng thẻo. Thế á? Áo xanh xanh cơ mà. Ừ, hôm qua xong kia không mặc phải không? Không biết được. Chân máy của anh đây đâu? À đây, đang ở xe rồi em ơi. Hôm nay đi đường lạ quá là phải dừng bắt cá đây các bạn. Không bắt thì trưa nay cũng chẳng có gì ăn, nên là phải bắt cá để ăn qua ngày thôi. Nay thầy Trần quyết định đây, đội trưởng lo tất cả các cái loại thực phẩm cho anh em. Thế gì không? Thế đi chứ. Nào là mì tôm này. Cá hộp nè. Cá hộp này, tương ớt này. Tương ớt nè. Súp. Ôi giời, tỏi này. Úi giời, đủ cho cuộc sống sạch. À, nó đây rồi. Một con đấy thôi á? Hả? À đây, một con này. Quý tụi đấy này, một cá búng này. Búng ngon. Đây là lấy túi. Đang cho vào túi. Thank you.
được hai con rồi. Tiếp tục đi. Mẹ này khá khá. Cá bống này vàng ươm chưa? Cá bống vàng vàng ươm. Cũng là vùng cao này kiếm cái ăn cũng dễ thật. Này. Kiếm ăn cực kỳ dễ. Đeo vào người túi. Con định chồng. Đấy. Thể hiện tình anh em đoàn kết. Gắn bó keo sơn. À. Chia nhau từng con cá. Cướp nhau từng chén rượu. Như thế. Chom. Có cá trắng à? Cá khính à? Cá mọm à? Nhiều cá bống. Úi dồi ôi, cho ra bờ đi, cho ra bờ đi. Tới đây đây, con đá đi. Con đá này mới đẹp này. Ra hết rồi. Dạ. À, xin chào cá bống nha. Anh rút nhanh quá. 4 con. Ấy, có đấy. Được ăn đấy. À, xin giới thiệu với các bạn, đây là cái máy điện nước nha các bạn nha. Ở trên này là không có điện lưới quốc gia nên là phải sử dụng cái điện nước này. Nói chung là điện này nó tầm rơi vào khoảng 0,5 kg. Đấy, đủ cho một gia đình có thể sử dụng sinh hoạt hàng ngày. Quay tít lắm. Đây là châu đang thèm muối các bạn. Đi đi.
mỗi lần đi là cũng tốn kém lắm các bạn ạ. Không phải đơn giản lắm. Quen quen như cái con dao của anh đấy nhỉ. Trên này đang có hai anh em đi ném lưới. Được cá không? Anh em vào nhà thôi. Thôi anh em ăn ở đây thôi. Tí nữa mang cá xuống nướng đi. Dưới kia cũng được một đĩa đấy. Bây giờ đi quăng tiếp một tí nữa xong là tí nữa ăn cùng nhau. Đi lưới một tí xem. Xem thế nào nhá. Vâng. Nhìn có mấy mắt rồi. Xin nhìn khổ kiếp thế. Chân tay lông xoàn xoàn. Cái cây này đã tồn tại ở đây lâu lắm rồi các bác. Đây là rễ của nó. Bộ rễ của nó rất khủng. Kinh khủng khiếp. Cái này mà mang về nhà trồng được thì tiền tỷ đấy. Tốt thật đấy. Làm gì đấy? Xin mời các bạn nhá. Bạn ở kia nhá. Đây bạn tôi đang ngủ. Nói chung là anh ấy đang mơ về một giấc mơ rất là đẹp, miên man lắm. Có thể là mơ về cái giọng ca trù tuyệt vời nào đấy. Ví dụ như thế này: hồng hồng tuyết tuyết hư, mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi. 15 năm thấm thoát ní, có xa gì. Thì ngoảnh mặt lại thì cái gì nó cũng biết nữa. Đấy, mơ mộng lắm, nhưng không phải đơn giản đâu. Mơ màng lắm. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay trong một buổi đi công tác thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu với quý vị chân dung về một con người. Đấy. Khi mà đang ngủ mà đội mũ bảo hiểm chắc chắn là sẽ có tội lỗi gì với xã hội này, bởi vì là sợ người ta ném đá. Đấy. Cái thứ hai nữa là đang ngủ mà ngậm tăm, chứng tỏ là một người tham ăn tham uống. Đấy. Cái thứ ba, các đồng chí có để ý cái chân của đồng chí đấy không? Có con ruồi bâu, chứng tỏ là con người này rất là hôi thối, không chịu tắm, thấy còn bâu vào các chỗ này, các nơi này. Đấy. Thế nên là chúng ta dễ dàng nhận ra ba đặc điểm của một con người như thế này. Cái thứ tư,
À, tôi muốn nói với các đồng chí là cái tay, đấy, các đồng chí để ý cái tay. Cái tay đang ở đâu? Cái tay đang giữ cái của quý của mình. Đấy cũng là một cái đặc điểm chúng ta dễ dàng nhận ra. Thì là cái ông này là rất là coi trọng cái của quý của mình trên hết và luôn luôn bảo vệ. Và cái đặc điểm thứ năm mà tôi muốn nói với các đồng chí, ngủ mà dạng háng ra như này thì cũng coi như là sẵn sàng trong mọi tình huống xảy ra. Thế là một số cái đặc điểm về con người thì tôi muốn phân tích với các đồng chí như thế nha. Sau này các đồng chí gặp ai thì các đồng chí phải phân tích các cái đặc điểm. Còn cái đặc điểm đặc biệt nhất đấy chính là cái râu quai nón. Cái râu quai nón này không phải đơn giản đâu, sẵn sàng làm những cái chuyện tây đình mà chúng ta không thể biết được. Đấy, nên là khi mà chúng ta phân tích một con người, chúng ta cũng phải để ý các cái đặc điểm của một con người như thế nha. Hôm nay tôi chỉ chia sẻ thế thôi. Đây đang thổi lửa để đun nước pha cà phê. Cuộc sống này rất vất vả nếu chúng ta không tự tạo cho mình những khoảnh khắc thời gian nó vô tư thoải mái thì cực kỳ là vất vả, chồng chất vất vả các bạn. Nên là chúng ta phải có những khoảnh khắc thời gian như vậy. Chúng tôi đang chuẩn bị pha cà phê uống giữa rừng luôn. Vui lắm. Đấy, để có được một cái ly cà phê giữa rừng không phải là đơn giản. Không phải là như các bạn thành phố là cứ cắm cái ấm siêu tốc hay là thích nóng 24/24 hay là thích uống cà phê pha lúc nào lúc đấy. Nhưng mà nói với các bạn rằng là cái cà phê mà pha bằng củi rừng và nước suối thì chắc chắn là các bạn chưa được thưởng thức đâu. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn món cà phê rừng và nước suối. Giờ là các bạn đang chuẩn bị thưởng thức món cà phê lắc nhé các bạn nhé. Không phải là các bạn ở thành phố mới có món cà phê lắc đâu. Chúng tôi cũng có thể đun nước suối và lấy chai La Vi để lắc cà phê. Tôi thì vẫn là 200.000 một cốc bình thường nha các bạn nha. Đấy. Nhưng mà thực tế ra là chúng tôi chỉ có 2.000 một cốc thôi. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta đang theo dõi một người điên. Một người điên đang ở gốc cây các bạn ạ. Chỉ có người điên mới ngồi gốc cây thôi. Người điên ngồi gốc cây si. Cà phê lá. Đấy. Đi thấy chưa? Đây các bạn thấy cái độ điên của người ta đến mức độ nào? Người ta còn đang lắc cà phê đây này. Đấy, cà phê lắc đấy. Nha. Rồi xin chào 500 anh em ở Hà Nội nha. Hai anh em nhá. Xin chào 500 anh em ở Hà Nội. Rồi. Sơn La lên phải không? Rồi, chào anh em nhá. Chúng ta cùng thưởng thức cà phê lắc với nước suối. Nước suối chính cống chứ không phải nước suối aqua gì đó nhá. Đấy, lắc đồng hoàng. Đây là nước suối, bởi vì chúng tôi lấy nước suối này các bạn nhìn thấy chưa? Suối chính hãng chứ không phải là nước suối bán trên thị trường đâu. Và sau khi lắc một thời gian là chúng ta cũng có thể thưởng thức được như ở vùng xuôi rồi. Rồi, đấy. Vâng, kính thưa quý vị, để mà uống cà phê lắc ở rừng thì chúng ta nên đổ vào cái cốc bằng ống nứa. Thì cái vị của ống nứa sẽ hòa quyện với mùi vị của cà phê lắc rừng của chúng tôi. Thì nó sẽ ngon hơn các bạn ạ. Đấy. Chứ còn nếu mà đổ vào ly cà phê như thành phố thì nó không ngon lắm. Ừ, xin mời mọi người. Mời các bạn uống cà phê lắc của Lai Châu. Rất ngon, rất tuyệt vời. Cà phê thôi. Thôi dồi ôi. Mà quái lạ mà mình uống cái ly cà phê lắc Lai Châu này mà mình nhớ đến cái con người yêu đầu tiên của mình. Ngày đấy là vất vả lắm. Lúc đấy mình gặp thì còn biết gặp được rồi, có cái xe đạp đi đọc vòng con đường phố. Thế nhưng mà không có cái ly cà phê này, không bao giờ có thể nhớ được cái chuyện quá khứ tôn hồi năm năm một tỉnh. Thế bây giờ mình uống vào phát là mình nhớ ngay. Mình lắc
cà phê lắm.